Đức Phật dạy: vị ngọt, sự nguy hại, xuất ly, năm dục trưởng dưỡng, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Vị ngọt, sự nguy hại, xuất ly. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các loài hữu tình không có tham nhiễm đối với đời. Vì rằng, này các tỳ kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đời. Này các tỳ kheo, nếu không có nguy hại ở đời, thời các loài hữu tình không có nhàm chán đối với đời. Vì rằng này các tỳ kheo, có nguy hại ở đời, nên các loài hữu tình có nhàm chán đối với đời. Này các tỳ kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng này các tỳ kheo, có xuất ly đối với đời, nên các loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đời. Và này các tỳ kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình chưa như thật giác chi, vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, các loài hữu tình không có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phước giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới, gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và này các tỳ kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã như thật giác chi vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, các loài hữu tình có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới, gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết là vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Các sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, đối với ta không được công nhận là sa môn trong các hàng sa môn, không được công nhận là các bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các tôn giả ấy ngay trong hiện tại không có chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, như thật rõ biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Các sa môn hay bà la môn ấy, này các tỳ kheo, đối với ta được công nhận là sa môn trong các hàng sa môn, được công nhận là các bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các tôn giả ấy ngay trong hiện tại sẽ có chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Trích Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương Ba Pháp. Năm dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức: các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc
do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Này các tỷ kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, bốn niệm xứ này phải tu tập. Trích Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 9 Pháp. Bốn niệm xứ cần phải tu tập, bốn pháp cần tu tập, pha về tắp phá thăm mà, tức là bốn niệm xứ, Satipatthana. Thân quán niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy sắc uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng sắc uẩn, thấy như thật thân này là vô thường, khổ, vô ngã. Thân quán niệm xứ có nhiều cách, là niệm hơi thở, niệm đại oai nghi, niệm tiểu oai nghi, niệm thể trược, niệm yếu tố tứ đại, quán tử thi. Thọ quán niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy thọ uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng thọ uẩn, thấy như thật các cảm thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Thọ quán niệm xứ như là ghi nhận lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. Các thọ này liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất? Tâm quán niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy thức uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng thức uẩn, thấy như thật tâm này là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm quán niệm xứ như là ghi nhận tâm sanh hữu tham, tâm sanh vô tham, tâm sanh hữu sân, tâm sanh vô sân, tâm sanh hữu si, tâm sanh vô si, tâm an định hay tâm phóng dật, tâm cao thượng hay tâm hạ liệt. Pháp quán niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy tưởng uẩn và hành uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng tưởng uẩn và hành uẩn, thấy như thật các tính chất pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Pháp quán niệm xứ như là suy niệm về năm triển cái, năm uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 thánh đế. Thấy pháp sanh như thế nào, diệt như thế nào, có như thế nào, không có như thế nào. Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Nam Mô Phật.